kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao động. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 năm 2023 đánh dấu một trong những sự kiện lịch sử của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển nữ lần thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng sea games. Nhìn lại hành trình các nữ chiến binh trải qua, người ta hiểu hơn giá trị từ màu vàng của tấm huy chương hay tấm vé dự world cup. Bởi đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là những nỗi gian truân, sự nhọc nhằn là đủ loại cảm xúc như những cơn sóng sô đẩy, thử thách bản lĩnh, sự kiên trì của phận nữ nhi yếu đuối. Trên hành trình vinh quang của mình, của đội tuyển bóng đá nữ hiện tại nói riêng, của bóng đá nữ Việt Nam nói chung là những hy sinh khổng lồ. Họ cũng như nhiều vận động viên của các môn thể thao khác được gọi là những cô gái vàng của thể thao Việt Nam. Để trở thành vàng, ai cũng hiểu họ đã trải qua những thử thách của lửa như thế nào. Đàn ông theo nghiệp bóng đá đã vất vả Phụ nữ chọn con đường thể thao, chọn bóng đá, khó khăn cấp bội, khó khăn từ trong quan niệm, sự cấm đoán từ gia đình, người thân về cuộc chơi của những pha va chạm chát chúa không dành cho con gái. Và cả khi nhận được những cái gật đầu, khó khăn khác vẫn phải vượt qua chính là bản thân. Theo đuổi sự nghiệp quân đùi áo số là những tháng ngày tập luyện dưới cái nắng nóng khủng khiếp của mùa hè, giữa thời tiết cắt da cắt thịt của mùa đông, là những chuyến rủi rong thi đấu xa nhà dài ngày, có khi cả những ngày lễ, tết, cũng không được xung vầy cùng người thân giữa một tập thể đông đấy nhưng nhiều lúc rơi vào trạng thái đơn độc buồn muốn khóc mỗi khi nhớ nhà họ mạnh mẽ trên sân nhưng yếu đuối màu nước mắt khi trở lại là người con gái việt nam tình cảm giàu cảm xúc bên cạnh họ lúc đó chỉ là những người thầy người cô trong ban huấn luyện chỉ có những đồng đội cùng sẻ chia nhưng ngay cả vậy vẫn có khó khăn khác về cảm xúc khi phải đối diện với những ánh nhìn dị nghị những lời phán xét trong câu chuyện tính cách cá tính chuyện tâm sinh lý tế nhị của họ vẫn biết rằng so sánh chỉ mang tính tương đối và đôi khi là không nên nhưng không thể không thấy được sự thiệt thòi của các cầu thủ nữ phải chịu họ không có giải vô địch quốc gia với đông đảo các đội bóng để thi đấu thường xuyên hơn Mối quan tâm cho bóng đá nữ không đủ nhiều để các giải đấu trong nước chỉ giống như nỗ lực duy trì sự tồn tại hơn là tìm đường hướng phát triển. Nói đến những con số tiền thưởng sau mỗi trận thắng, sau mỗi giải đấu lại càng chạnh lòng hơn khi vẫn còn quá nhỏ bé so với bóng đá nam, mà trong khi tuyển nữ có đến 8 lần vô địch SEA Games, đồng thời lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Khó có thể nói hết cảm xúc khi thấy các cầu thủ thể hiện sự vui mừng, hạnh phúc khi được thông báo về số tiền thưởng nhận được sau những lần vô địch họ biết rằng đó là sự ghi nhận cho những gì đã nỗ lực và công hiến cho những gì đã trải qua trên một hành trình gian nan thể thao việt nam nói chung bóng đá việt nam nói riêng chưa bước đến một đẳng cấp để các vận động viên có thể nhận được những khoản lương thưởng hậu hĩnh từ các câu lạc bộ nơi họ ký hợp đồng chuyên nghiệp vì thế họ biết rằng khoản tiền thưởng được chia sẻ giúp trang trải phần nào cuộc sống cho gia đình cho người thân cho chính mình, khi không phải ai cũng sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Không thể quên, họ đã vượt qua cái nắng, cái gió, chiến thắng trong mọi áp lực để thi đấu trong lúc cả nước đang đón Tết, mang về tấm vé dự World Cup. Không thể không nhắc đến những nỗ lực không ngừng nghỉ của các chị cả như Thùy Trang, 34 tuổi, Huỳnh Như, 31 tuổi, cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, Thu Thảo, 30 tuổi, Tuyết Dung, Kim Thanh, Bích Thùy, 29 tuổi, Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân. Thái Thị Thảo, Mỹ Anh, Hải Yến, 28 tuổi, đã nỗ lực thế nào để phát triển bản thân, dìu dắt thế hệ đàn em như Vạn Sự, 22 tuổi, Thanh Nhã Hải Linh, 21 tuổi, Vũ Thị Hoa, 19 tuổi. Và cuối cùng, không thể không nhắc đến huấn luyện viên Mai Đức Trung, người cha thứ hai của nhiều thế hệ cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia, gắn bó với bóng đá nữ từ năm 1997, thời điểm đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu chính thức đầu tiên sau 7 năm thành lập không ai khác ngoài thầy Trung, người đã chứng kiến sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, hiểu sâu sắc nhất về phía sau giá trị của tấm huy chương, tấm vé dự World Cup là những gì phải đánh đổi. Khó khăn còn nhiều, nhưng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là hình ảnh đại diện cho truyền thống kiên cường, bất khuất, trung hậu đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, vinh quang dành cho họ. Đối lập với những ngày đầu trở về sau SEA Games, được thả lòng, giãn khối lượng tập luyện. Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung cường độ cao hơn, chú trọng các bài tập thể lực để chuẩn bị cho World Cup 2023 sắp tới. Trong buổi tập mới nhất vào chiều ngày 30 tháng 5, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết, toàn đội cần thêm thời gian để thích ứng với việc tập luyện và thi đấu với trái bóng chính thức của World Cup 2023. Cụ thể, vào chiều ngày 30 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập tích cực hướng đến vòng chung kết World Cup 2023. Bên lề buổi tập của đội, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết, Toàn đội đang chuẩn bị thể lực và chuyên môn khá tốt. Ngay trong sáng 30 tháng 5, các cầu thủ đã thực hiện giao án thể lực rất nặng của huấn luyện viên Cedric Roger. Dù mệt nhưng cũng giúp ích nhiều cho toàn đội. Trong tuần này, tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với các đội bóng nam vào thứ sáu và thứ bảy tới đây. Trong những ngày qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung cùng trái bóng chính thức của World Cup 2023. Tuy nhiên, quá trình tập cũng gặp nhiều khó khăn. Vạn sự chia sẻ, theo cảm nhận của tôi cũng như các đồng đội, bóng mới khá cứng, nặng và đường đi rất khó chịu. Bản thân tôi cũng chưa hoàn toàn thích ứng với trái bóng này, chỉ khoảng 90%. Toàn đội đang dần làm quen và cần thời gian để thích nghi tốt hơn trước khi bước vào các trận đấu chính thức. Sau khi kết thúc đợt tập huấn trong nước, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Đức tập huấn vào ngày 5 tháng 6 tới. Trong đó có các trận giao hữu với tuyển nữ Đức và một số đội bóng châu Âu khác. Vạn sự cho hay, với tôi, đối đầu với đội bóng nào cũng như nhau. Gặp đội mạnh như Đức cũng khó nói trước được điều gì. Nhưng việc được thử sức với các đội tuyển có trình độ cao hơn là cơ hội để toàn đội học hỏi. Tại World Cup Nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây đều là những đội bóng rất mạnh. Vạn sự nhận định, các đối thủ Mỹ, Hà Lan đều có thân hình to cao và thể lực bền, trong khi cầu thủ Việt Nam lại khá thấp bé, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Trung luôn bảo rằng, mình nhỏ con thì mình phải nhanh, khéo và chiến thuật phải tốt để qua người dễ hơn. Toàn đội luôn ghi nhớ điều này, rất khó để thi đấu ngang sức với những đội bóng này, chúng tôi sẽ hạn chế tối đa bàn thua. Tôi nghĩ rằng có được một điểm ở World Cup sẽ là rất quý giá. Nói về mục tiêu của bản thân trong đợt hội quân này, cầu thủ sinh năm 2001 cho hay tôi sẽ cố gắng để được ban huấn luyện lựa chọn trong danh sách dự World Cup. Toàn đội ai cũng hào hứng vì đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Thanh Nhã là nhân tố kế cận cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Có thể ngay tại World Cup 2023, Tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 32, Huỳnh Như là người mở tỷ số trận đấu, còn Thanh Nhã là người ấn định chiến thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar. Đó được xem như gạch nối giữa hai thế hệ, mở ra một sự kế thừa ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Lao Động, khi được hỏi về gạch nối đó, tiền vệ Thanh Nhã đã nói rằng: "Trước tiên tôi sẽ cố gắng hòa nhập thật tốt với các chị. Nếu được giao nhiệm vụ kế thừa, tôi sẽ tập luyện thật tốt để làm tốt vai trò và tiếp nối thành công của các chị." Còn huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng trao đổi rằng, chúng ta có lứa kế cận như Vũ Thị Hoa thi đấu tốt ở câu lạc bộ Hà Nội. Tôi rất tự hào và tin tưởng triệu tập Hoa lên đội tuyển và sắp xếp thi đấu bên Nhã, Vạn Sự, Hải Linh với mục tiêu rèn luyện và kế cận cho lớp đàn trị. Sau SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến sân chơi World Cup, nơi Thanh Nhã sẽ có những trải nghiệm mới cùng các đồng đội. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đặt mục tiêu cọ sát tích lũy kinh nghiệm. Bởi thực tế, với việc gặp các đối thủ mạnh như là Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, khó có thể giành chiến thắng. Thế nên, với VFF và huấn luyện viên Mai Đức Trung, mục tiêu thiết thực nhất đã được xác định. Và nếu chúng ta coi đây là đấu trường để tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ trải nghiệm, cũng là sự tích lũy cần thiết. Trao đổi với lao động, cựu thuyền thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt nêu quan điểm tham dự World Cup là một cơ hội lớn, thậm chí là mơ ước của các đội Đông Nam Á và nhiều đội bóng khác trên thế giới đang hướng tới World Cup. Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào vì đã góp mặt tại sân chơi này, dù nó đẳng cấp và có trình độ cao hơn rất nhiều. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Mai Đức Trung trao dồi kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ, thế hệ tương lai của chúng ta như Nguyễn Thị Hoa, Ngân Thị Vạn Sự, Hải Linh hoặc Thanh Nhã. Họ sẽ có cơ hội để học hỏi chiến thuật, kỹ thuật, thể lực, bản lĩnh thi đấu từ World Cup thành nhã là một phát hiện chất lượng của huấn luyện viên mai đức trung một trong những nhân tố tương lai của bóng đá việt nam hy vọng tuyển nữ việt nam sẽ có thêm những nguồn cảm hứng mới tại giải đấu lớn kỳ SEA Games 32 khép lại cùng hào quang rực rỡ chính là phần thưởng xứng đáng cho giọt mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của những cô gái vàng trong suốt quãng thời gian qua. Hy vọng họ sẽ luôn giữ vững phong độ ổn định, ý chí kiên cường để có thể chạm đến nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong tương lai. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!